Xin chào tất cả các anh em khán thủ đam mê cá tường tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 17 cần câu anh em. Thì 17 cần câu này đa phần những cái cần sẽ là cần hai chi, tất cả phần này là hai chi. Có 3 cây câu ngâm và 4 cây câu gút. Rồi, để biểu cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán hàng lỗ phân clip nên thời gian lại. Rồi, cảm ơn em. Thứ nhất em ra cho mọi người là một cây cần gút. Thì cây này là một cây cần gút mini. Thì cây này chất liệu là chất liệu phíp nha anh em. Chất liệu phíp đỏ thì phen là phen thường đó, phen là phen hãng, bát là bát hãng đó. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Thì cây này thích hợp cho anh em đi du lịch để trong bao lâu có cảm giác độ cứng. Cây này ra tầm khoảng 20 thôi, 15-20 thôi đó, đọt đặc. Thì cái này độ mới nó ra tầm khoảng 9 mấy% luôn anh em, rất là mới luôn đó. Lấy về thì cái này hình như là còn túi luôn đó mọi người, tất cả luôn, rất là mới nha. Thì cái này dài là 1m65, nặng là 100 g, đọt 1 ly 6, thu gọn 42 cm, giá là 250k cộng ship nha. Cái số 1. Tiếp theo cái số 2, thì cái số 2 em lên cho mọi người vẫn là một cây càng gút mini, dài là 1m65. Thì cái này chất liệu carbon pha nha mọi người, đây bớt carbon sẵn đây, chất liệu carbon pha nhé. Phen là phen hãng, bát là bát hãng đó nha. Thì cái này dài vẫn là 1m65, nặng là 115 g, đọt V5, thu gọn là 42 cm, độ cứng cái này cũng ra tầm khoảng 20 nha nè, độ cứng ra tầm khoảng 20 đó. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 250k nha nè, 250k cộng ship. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần ISO. Thì cây này được rất là nhiều anh em hỏi luôn đó. Cắn quấn theo kiểu nghệ nhân nè, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji, hàng nguyên zin. Thì cái này một cây ISO 2m7, loại này thì thích hợp cho anh em câu chinh bè, câu hanh, câu cháp đó, cho anh cảm giác câu cá dìa, cá giò, rất là đẹp nha mọi người. Sẵn cặp con sẵn hai da nha, rất là đẹp luôn. Phen Fuji, bass Fuji, ngọn nó đây, tất cả thì ok hết nha, không lỗi lầm đó. Ngọn rất là dịu nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 5-10 thôi. Thì cái này dài 2m7, nặng 107 g, đọt 0.6, thu gọn 77 cm, giá con khay số 3, giá là 750k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho mọi người là một cần của Olympic. Thì cái này của sản xuất tại Korea nha mọi người đó, Olympic Hunter. Thì cây này một cây cần rút, phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji loại xám đây, tất cả phen đều ok hết, không nứt bể nha đó, đảm bảo với anh em nguyên zin, không nứt bể. Phôi cái này vẫn là phôi cần là phôi carbon nha anh em, nó có sức lớp sơn nè đó, sức cái này tí, tất cả tổng thể còn lại còn rất là mới luôn. Thì cái này cứng 30, dài 3m đây nè, đây nè, có thấy dạng nó giống như sắn ít, sắn hai da nè. Đây, đó. Càng rất là đẹp luôn, đẹp khỏi chê. Cái này thích hợp cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chép đó, đính. Thì cái này nặng là 231 g, đọt 1 ly 8, thu gọn 76 cm. Thì cái này thích hợp cho anh em câu cha, câu chép, câu lăng xê đó. Giá con khai cây số 4, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 4. Tiếp theo cây số 5, thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco, một cây Holy Potion. Thì cây này sở hữu bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nòng súng nha anh em, đây đó, rất là đẹp luôn.
lỗi là lỗi ship đó nha. Fan là fan nguyên zin, fan chạy đây, tem đây, đó. Thì cái này cứng 30, dài 2m7, đề ba đây mọi người, bù bù trong sẵn, buxi nha anh em, đó. Nhìn cũng rất là ngầu luôn. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon. Tất cả fan keo ok hết pin zin, tổng thể ngoại hình còn rất là mới luôn. Đó. Thì cái này nặng là 222 g, đọt 22, cứng 30 và 27, giá công khai cây số 1 2 3, cây số 5 giá 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 5. Tiếp theo cây số 6 mọi người. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn một cây hàng carbon, hàng hai khúc. Thì cái này hai đọt anh em. Đó. Cầm lên là thấy sáng rồi. Rất là ok rồi. Thì cây này là một cây hàng carbon. Thì cây này một cây nội địa nha mọi người, một cây hàng nội địa. Fan là fan Fuji dạ quang. Đó. Rồi phôi carbon. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt là đọt tháp. Đây, đó. Sẵn rất là đẹp luôn. Thì hàng này quẳng cho anh em câu lăng xe, cha chép. Đó, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Rất là ok nhé. Cần tổng thể còn đẹp nha mọi người, tổng thể còn đẹp, có xước sát nè, đó, xước sát cái này do vận chuyển thôi, phen tổng thể ok ha. Thì cái này hai đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80, đó. Thì cái này nặng là 290 g, đọt 21 cứng 50, đọt 27 cứng 80, giá con cây số 6 giá 1 triệu nha, 1 triệu cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì cây này một cây cần Shimano hàng chi nhân em với lăng xe. Đó, lăng xe cha chép. Thì cần rất là đẹp nha mọi người. Đây. Nó được sơn màu đen ánh kim. Đó. Thì cây này cây nguyên zin nhá. Đây Shimano Smithy. Đó. Thì cây này cũng lấy từ thị trường Nhật về. Rất là đẹp luôn. Phen là phen Fuji, bồ bồ Fuji trong sáng. Thì cây này nó cứng là cứng 50, dài 3m nha anh em, cứng 50, dài 3m. Thì hàng của China sản xuất, mã code đầy đủ nha anh em, mã code tên đều đủ. Thì cái này độ mới thêm đánh giá gần tầm khoảng 92% nha anh em, rất là mới. Khỏi chè tao đực hàng carbon. Thì cái này nặng là 195 g, đọt 1.8, cứng 50, dài 3m. Giá công khai cơ số 7 giá 900 nhé. Tiếp theo ở đây là một cặp cặp cây số 8 và cây số 9, một cặp nha anh em, cần hai chi. Thì cây một cây master hàng của Hàn Quốc nha anh em, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Thì chất liệu là liệu carbon, cái này dài 2m1. Thì cái này một cây hai chi sơn giả trúc đó. Cần tổng thể ok nha mọi người. Đẹp nha anh em, càng đẹp. Bu đây, nọ, bu dạng bu lõi xám nha mọi người. Cái độ cứng ra tầm khoảng 15-20. Đó. Đọt tháp nha, đa phần Hechi đọt tháp hết. Tổng thể ngoại hình đẹp nha. Chất liệu là carbon. Đó, cây này chi anh em câu hành cháp, câu trên bè, trên thuyền. Đó. Cho anh cảm giác. Nó sẽ cong cong cái đọt thôi. Đó. Thì cái này nặng là 190 g, đọt 1.4 ly. Giá cây số 6 giá 700 nha anh em. Đó, giá cây số 8 là 700. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho người quẩn một cây hàng master. Anh em, hàng của Korea sản xuất. Đó. Chất liệu vẫn là carbon, sơn giả trúc, rất là đẹp luôn. Đọt vẫn là đọt tháp, phen vẫn là phen Fuji đỏ xám. Phen dẫn nó chảy rất là dày nha mọi người, đó. Nó chịu lực càng tạo cảm giác. Thì cái này dài vẫn dài 2m1 anh em, dài 2m1, cứng tầm khoảng 15 thôi, cái này dịu hơn, đó.
tầm khoảng 10-15. Đó, dịu hơn nha anh em, test độ cong đọt cho anh em. Thì cái này nặng 190g, đọt 1.4, giá công khai cây số 9, giá là 700 nha anh em, 700 cây số 9. Tiếp theo là cây số mừng, cây số mừng lên cho mọi người là một cây cần Ruby. Đây, cần máy chèo, cần heo chi nha anh em, chất liệu cũng là chất liệu carbon. Đó, phôi cũng là phôi carbon, phen cũng là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji. Thì cái này quẳng nó dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, đọt cũng là đọt thấp. Đó, anh em cần có sức sát nè. Đó, cái này thì cần nó cọ với nhau lao ra ha mọi người. Đó, đây phen loại xám nha, bù xít nha anh em, bù xít. Thì cái này đọc cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi nha anh em. Đó, nó sẽ quéo quéo cái đọc cái này nè. Đó, phát tín hiệu cá rất là tốt nha anh em. Đó, tổng thể ngoại hình còn rất là ok nha, chất lượng carbon. Thì cái này nặng 165g, đọc 21 ly, dài 2m1, cứng ra tầm khoảng 15. Giá công khai cây số mừng, giá cũng là 700 nha anh em, 700 cây số mừng. Tiếp theo là cây số 11, cái 11 lên cho mọi người một cây cần QB. Thì cây này vẫn là một cây cần 2m1 nha anh em. Thì cây được Malaysia sản xuất, đó, hàng QB Malaysia sản xuất. Thì cây QB này thì nó được hai đọt nha anh em, hai đọt, một đọt 10, một đọt 15, một đọt 15-20. Đó, hệ thống số của nó đây, đó, một đọt 15-20, một đọt 20-30. Thì loại này vẫn thích hợp cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, câu hanh tráp nha. Đó, hai chi cắn máy chiều, bát là bát Fuji Japan, tổng thể ngoại hình đẹp. Đó, cái này hay đọt nha anh em, ngoại hình đẹp. Ờ, phen lỗ xám nè, đây lỗ xám nữa. Bù xít nha, bù xít. Tổng thể đẹp nha anh em, đẹp. Cái này ra tao đó tầm khoảng 90% nha. Thì cái này nặng là 128g, đọt 1.6, đọt cứng 10-15-20, đọt 1.8, đọt cứng 20-30. Giá công khai cái số 11, giá là 900 nha. Tiếp theo cái số 12. Thì cái số 12 lên cho mọi người là một cái cần của Nissin. Thì cái của Nissin dòng loại đĩa, cán nó có xước sát nè. Đó, thì cái bát Fuji, phen là phen Fuji loại xám. Cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, phen ok hết nha, tổng thể màn hình ok, có xước sát TT. Thì cái này đọc là đọc là đọc tháp nha mọi người, đọc là đọc tháp cần he chi của Nissin. Thì cái nặng 155g, đọt 1.4, độ cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 20. Giá công khai cái số 12, giá cũng là 700. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 13. Cây số 13 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Nissin. Đó, thì cái này còn cái vòng luôn nè, cái này đẹp, phôi vẫn là phôi carbon, phen vẫn là phen Fuji loại xám, bát vẫn là bát Fuji. Đây nè, 2m1, cái này độ cứng khoảng 20 nha anh em, độ cứng 20. Đó, anh em nào hanh cháp bạo lực tí thì đánh con này. Đó, tổng thể ngoài hình ok, anh em có thể câu cá lù lù, cá đục cũng được. Thì cái này nặng là 165g, đọt 1.4. Rồi, giá con khai cái số 13, giá cũng là 700 nhé. Tiếp theo cái số 14. Cái số 14 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Thấy mọi người, đó, Shimano. Phôi vẫn là phôi carbon nha anh em, phôi carbon. Bát Pussy. Bát Pussy Japan. Phen vẫn là phen Pussy. Thì cái này cứng 30, dài 1m8, Hàn Quốc Korea sản xuất nha, mã code đầy đủ. Tổng thể ngoại hình ok, đó. Đây, dính chỗ này dính keo nha anh em, không phải xước nhé. Bù là bù xít nha anh em, bù xít. Đây, phen nó đây.
Dòng hai chi thì chiên cho anh em câu thanh chắc, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, có thể câu ngâm cũng được, đánh cá lô đù cũng rất là ok nha mọi người. Đó, test đọt cho anh em xem, đọt là đọt tháp nha, thì cái này nặng là 110g, đọt 1 ly 3, giá con khai cái số 14, giá là 700 nha. Tiếp theo lên ba cây cuối cùng 15, 16 và 17, thì ba cái này ba cây dạng hàng đẳng cấp này. Tiếp theo cây số 15, cây số 15 lên cho mọi người là một cây cần hi của Shimano, dòng cần nội địa, thì dòng này dòng đời cá vậy đó, thăng sơn là sơn kim tuyến anh em, ánh kim đó, thăng sơn thần ánh kim rất là đẹp luôn nè. Đó, thì cái này dài 1m8, độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 15 nha nè, độ cứng ra tầm khoảng 15 thôi, rất là ok luôn, phen ok hết nha. Đó, bu là bu xít nha, bu xít. Tổng thể của hình đẹp nha mọi người. Đó, bát là bát đời cao nha anh em, bát đời cao của Xi nha anh em. Đó, của Shimano. Đó, thì cái này nặng là 135g, đọt 1 ly, giá công khai cây số 15, giá là 1,3 triệu nha mọi người. Thì cái này đọt cứng ra tầm khoảng 15 nhé. Tiếp theo cây số 16, thì cây số 16 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano, carbon thay da. Thì cái này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7, hàng này còn rất là hiếm luôn. Đó, thì độ mới cái này đâu đó ra tầm khoảng 95-93% nhé. Đây Shimano carbon thay da rất là mới luôn, 2m7 nha mọi người, 2m7 hay chi mà 2m7 là rất là hiếm. Đó, carbon thay da thế này nữa, đọt là đọt tháp nha, đọt là đọt tháp. Đó, thì cái độ cứng ra tầm khoảng 10 nha anh em, 5-10 thôi, độ cứng rất là mềm luôn. Đó, đánh cảm giác, bao cảm giác. Rồi, rất là đẹp luôn. Tổng thể thì không có vết xước lớn nào chăng nha mọi người. Đó, tổng thể rất là ok, một thương hiệu, một con cần rất là đẳng cấp luôn. Đó, bát là bát Fuji, fan vẫn là fan Fuji. Thì cái này nặng 150g, đọt 0.8, đọt cứng cái này ra tầm khoảng 10-15 thôi nha, 5-10 thôi nha mọi người, đọt cứng rất là dịu nè. Đó, rất là cảm giác cá luôn. Thì cái này giá công khai là 1,6 triệu nha, 1,5 triệu nha nè, cây số 16, 1,5 triệu. Tiếp theo cây số 17, thì cái số 17 lên cho mọi người vẫn một cây cần của Tsurumi. Thì dòng Tsurumi này là một dòng Tsurumi của Korea sản xuất cho anh em. Thì cái này dài 2m7, độ cứng cũng rất là, chiều dài cũng rất là hiếm luôn. Đó, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji đội sản, bát là bát Fuji. Đó, tổng thể cần ok. Đó, không lỗi, không xuất sắc gì nhiều hết. Em đây. Đó, hai mét bảy, rất cảm giác như này, hai chi. Thì cái độ cứng cũng ra tầm khoảng 20 như này, độ cứng ra tầm khoảng 20 đây. Nó cong thì nó cong viên cây cần luôn nhá. Thì cái này nặng là 150g, độ 1 ly 7, độ cứng ra tầm khoảng 20. Giá công khai cây số 17, giá là 900 nha anh em, 900 cây số 17. Đây, test độ cong cho mọi người xem nhé. Rồi, đó tổng cộng 17 yêu cần lên cho hôm nay. Nếu anh em bên nào chốt, lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.